chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi coi thu hoạch cá trên dầu các bạn. Đó, mấy anh đang gạn vô các bạn ơi, đang từ từ vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai miếng mình đó là cá nhiều mình không biết đâu. Có hai miếng này là cá nhiều. Miếng chính giữa này. Cá ngon là cá ngà. Cá tôm không có bắt không ạ? À? Ăn cơm hết rồi bắt gì nữa. Bót đấy cây rồi gác lên cho ổng lên nó có cá ấy xúc lại bót. Cao nhộng nữa. Cao quá cao nữa. Xịt thuốc không? Không. Coi xịt con bó bó mạng này. Đi luôn.
lấy xe mà chạy lên nhà, xe đạp á chạy lên nhà cho bà Lục đưa cái tay lưới đi ra dân cá hồng tâm ra ba. Xíu nó hầm. Mà tao nhậu tao ngồi trong mát không đâu mà ngày nắng mày. Mà nắng là biến à, không gì chân. Cái máy bò đi. Giờ là xong rồi. Không có mang mũ nào đi cho nắng chết. Giờ bắt đầu mới chá. Nắng đầu luôn. Mà đưa tôi cái nón này. Chưa tóc còn gì. 4 giờ kêu đi câm cá mà lũ mới tới 8 giờ chưa có câm cá nào. Thôi thôi. Nó còn 3 giờ đêm. Ba mẹ nó mà bật trời mọc cho người thấy nào. Gì? Hai sọt nữa đủ rồi. Hai sọt nữa đủ xe rồi. Có thời gian rồi bà ơi. Đi. Tí nữa là xong rồi. Bắt cái gô nè. Thôi thôi thôi. Đợt này nó đủ xe kia vô à, cứ sắp tới. Cao được. Không biết hay không? Mẹ, cái gì? Cái này nó có mang mấy cái hàng hả?